Tên 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 xin giới thiệu với mọi người, đằng sau lưng của mình chính là Garmin House của Hero Team. Ủa, tính ra cái này ai cũng biết mà ta. Ok, và hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nè. Và mình là Phong Cận TV đây. Và chào mừng anh em đã quay trở lại với một video mini world mới của mình nha. Yeah. Ok anh em ơi, thì hôm nay nè, mình lại tiếp tục quay trở lại làm thêm một video mini world mới cho anh em xem rồi đây. Và trước khi vào video này, các bạn đừng quên là hãy để lại cho mình một like nè, một share nè, và nhấn vào nút subscribe đăng ký hộ cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên là qua bên kênh YouTube của các thành viên của Hero Team để đăng ký hộ cho mọi người nữa nha anh em. Còn bây giờ thì không nói nhiều nữa, chúng ta bắt đầu vào video thôi nào các bạn ơi. Đó, thì hôm nay nè, nếu như các bạn đọc tiêu đề thì chắc các bạn cũng biết rằng video hôm nay bọn mình sẽ làm về cái gì đúng không? À, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục join Hero Team anh em ơi. Có rất là nhiều bạn bảo mình là anh ơi, anh hãy join Hero Team đi. Bởi vì khi mà anh join Hero Team á, coi rất là vui luôn đó. Và cũng có rất là nhiều bạn bảo mình rằng là anh ơi, anh đừng có join Hero Team nữa, bởi vì anh join Hero Team thì tội mọi người lắm. Nhưng mà anh em cứ yên tâm nha, bởi vì á, mình join Hero Team thì join như vậy thôi, chứ mọi người trong team ai cũng join nhau hết à, join cho vui thôi. Cho nên là mọi người cứ yên tâm nha, Hero Team không giận nhau hay gì hết đâu, mấy bạn cứ yên tâm. Hero Team rất là đoàn kết, không bao giờ giận nhau gì hết á. Ok, rồi các bạn yên tâm rồi nha. Rồi hôm nay mình sẽ tiếp tục gọi là làm thêm một cái video join Hero Team đây. Và mấy bạn đang thấy nè, hiện tại là mình đang ở trong làng của Hero Team anh em ơi. Các bạn có thể thấy bên đây là nhà của Camui nè, nhà của anh Dịch nè, nhà Timmy, nhà Simmy nè. Đó, rồi nhà của Khang Dừa nè, đó. Bên đây là nhà của anh Siro nè các bạn ơi. Đó. Thì hôm nay chúng ta sẽ join Hero Team bằng cách nào đây? Thì chắc các bạn đọc tiêu đề các bạn cũng biết rồi đúng không? Hôm nay mình sẽ biến nguyên cái làng Hero Team này trở thành màu xanh của mình luôn anh em ơi. Đó. Lần trước Sammy đã join mình biến cái nhà của mình thành màu xám. Cho nên là mình đã nghĩ ra một ý tưởng rằng mình sẽ join tất cả các thành viên của Hero Team bằng cách là mình sẽ sơn tất cả nhà của mọi người thành màu xanh của mình hết luôn. Thì để thực hiện cái màn join này nè, thì mình sẽ cần đến một thứ, đó chính là một cái cây súng bắn sơn anh em ơi. Không phải cái cây này đâu nha, mà là cái cây bên dưới đây nè. Đây, mình sẽ cho anh em xem nè, đó. Ok, để mình lấy nó ra. Đây, anh em xem đây, mình sẽ cho các bạn xem nha. Mấy bạn đang thấy trên tay của mình là một cây súng đại liên đúng không? Thật ra cây này không phải là cây súng đại liên đâu, mà cây này là một cây súng bắn sơn các bạn ơi. Đây, mình sẽ cho các bạn xem nha, coi nè, coi nè. À, tìm nhà của anh Dịch trước đi. Ok, mình sẽ bắn thử cho bạn xem nha, bắn nè. Nạp đạn vô nè. Đó, ok, bắn. Bum 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 bum. Đó, thấy không? Nhà của anh Dịch là biến thành bảy sắc, còn bây giờ cầu vồng luôn rồi nè. Đó, biến thành cầu vồng hết luôn. Đó, quá trời màu luôn đúng không? Bây giờ mình chỉ cần chọn cho mình thành cái màu xanh của mình. Đó, màu xanh này đi. Ok. Rồi, mình chỉ cần bắn vào cái nhà. Đó, là cái nhà của ảnh sẽ biến thành gọi là màu xanh liền luôn. Đó, ok. Bum 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 bum. Tô hết. Đó, thấy không? Nguyên cái nhà màu vàng của anh Dịch bây giờ đã biến thành màu xanh rồi. Ok anh em ơi, thấy hấp dẫn chưa nào? À khoan đã, mình quên mất, còn cái chung cư của Hero Team nữa, mình cũng sẽ biến cho nó thành màu xanh của mình luôn. Ok, bắn 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 nè. Đó, biến hết cái Garmin House thành màu xanh luôn. Đó. Ok ok. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu thực hiện màn join nha. Bây giờ mình sẽ tô nguyên cái Garmin House thành màu xanh hết luôn. Rồi tô nhà của tất cả mọi người thành màu xanh luôn nha anh em. Ok ok, làm thôi nào, let's go. Rồi ok, bây giờ mình sẽ chạy ra ngoài bãi biển, mình coi coi có ai ở ngoài đó không nha. Hình như mọi người đang tắm biển thì phải. Ui, thấy nè, thấy nè, hình như là ở bên ngoài đây mình để ý nha, là có Kyron nè, có mèo Simmy nè, Sammy với lại chị Camui nè. Trời ơi, đông nha, đông nha. Trời ơi, 4 người lận đó nha. Ok, để mình ra xem coi. À, hello mọi người. Hello. Ủa? Hello Phong. Hello chị. Ủa? Camui. Ủa, chị đang làm gì vậy? À, chị đang tập nhảy này, do không biết bơi nên là cứ nhảy qua nhảy lại thôi. Cô muốn cảm giác nhảy lắm. À, cái chỗ này là cái chỗ để mình nhảy xuống dưới hồ hả? Trời ơi, dễ mà. Đúng chị rồi. Chỉ cần leo này nè, xong chị nhảy xuống dưới đó, thế là được thôi. Sao mà vậy? Chị không biết bơi. Chị không biết bơi hả? Trời ơi, tội nghiệp chị quá vậy. Ok. Lên nóc nhà là bắt con gà, lên nóc nhà là bắt con gà, làm tất gà là trong. Cái gì vậy Kai? Cái gì vậy Kai? Trời ơi. Nào vậy? Trời ơi bạn ơi, Kyron thật là đam mê với bộ môn gọi là nhảy Vina hay các bạn. Trời, đi tắm biển mà vẫn quẩy Vina hay các bạn ơi, thật là đam mê quá đi. Ủa Kyron đang tập vũ điệu Vina hay mới hả?
mình đang tập gọi là vũ điệu của anh Khá Bảnh, Khá Bảnh đó, mình để mình gọi là mình truyền lại ngôi của anh Khá Bảnh truyền lại cho mình, cho nên mình phải gọi là cố gắng tập phải không? Từ nay chúng ta sẽ gọi là cay cay Don Khá Bảnh. Ok rồi. Ủa rồi Simi đang làm gì vậy? Simi ơi, đang tắm nắng. Ủa Simi đang tắm nắng hả? Wow. Đúng rồi. Ê, tính ra tôi thấy nó hơi sai sai nha. Bình thường người ta tắm nắng á là người ta phải ra ngoài cái bãi cát nè, người ta nằm xuống đây thì nó mới có ánh nắng mặt trời. Còn Simi tắm nắng là Simi chui vô đây, Simi nằm ở đây làm sao mà có ánh nắng được. Nói chung á, tôi chỉ sưởi ấm người thôi, mau nhậu không. Đập cái này ra đi, đập cái này ra cho nó mát. Chửi ấm. Tôi chưa bôi kem chống nắng nha. Trời đất ơi, quỷ sứ. Ê, tính ra người ta đi tắm nắng là người ta phải bôi kem chống nắng, còn Simi nó đi tắm nắng mà nó không thèm bôi kem luôn, ghê thiệt. Ok. Trời ơi. Tính ra mọi người trong Hero Team này ai cũng quái dị hết anh em ơi, người nào cũng có cũng quái dị hết bữa thiệt chứ. Ok. Còn Sammy đang làm gì kia? Sammy ơi, đang làm gì ạ? Ông có thấy ông đang cười thuốc cười của tôi nè, rất là bình thường luôn. Nghĩ sao mà ông tôi nói tôi quái dị hả? Trời ơi, người ta gọi là ra ngoài bãi biển á là người ta phải leo lên cái phao, người ta nằm trên cái phao, người ta trôi trên biển, lạc trôi trên biển thì nó mới gọi là thoải mái đúng không? Còn Sammy đi ra ngoài bãi biển mà Sammy đi cưỡi hải cẩu, trời kỳ vậy. Thì bây giờ ông tìm cho tôi cái phao coi, phao đâu mà tôi cưỡi hả? Nè, có cái phao nè, có cái phao màu xanh đang nổi lên bờ đây nè. Vậy chị cá mui, chị cá mui, chị chết đuối hả? Trời ơi. Trời ơi, chị Cá Mui đã không biết bơi còn nhảy xuống cái hồ nữa, có chân chết đuối với đó luôn nha chị. Thôi mệt quá. Nói chung á là hôm nay nè, em tới đây nè là em gọi là muốn hỏi mọi người là từ bữa đến giờ mọi người có về làng Hero Team chưa? Chưa hả? À đúng rồi. Vậy thì ở làng Hero Team đang có một cái trò này vui lắm á, mọi người về ngay đi, ở làng Hero Team vui lắm. Vui mà ở đây không? Chơi mới. Vui hơn. Trời ơi, ở làng Hero Team em mới vừa chuẩn bị một cái này cực kỳ vui cho mọi người luôn. Bây giờ mọi người chỉ cần về làng thôi là mọi người sẽ thấy vui ơi là vui luôn á. Ok. Nghe thú vị ta. Đúng rồi, đi em. Đi bạn ơi, đi. Qua đây. Rồi, đi thôi. Ok anh em ơi, bây giờ mình sẽ dẫn Hero Team về làng Hero Team để xem coi phản ứng của mọi người như thế nào nha anh em. Không biết mọi người có thấy vui với cái làng màu xanh này không đây? Mình thấy vui lắm luôn á. Ok. Vậy đây nào. Na. Ok, xin giới thiệu với mọi người, đây chính là làng Hero Team. Thật không dạ? Lộn làng đây. Trời ơi, chắc đây là làng xì châm rồi, thôi đi chỗ khác, nhầm làng rồi, thôi đi chỗ khác nha. Trời ơi, nhầm làng. Bậy, không phải. Ủa? Không có nhầm đâu, đây chính là làng Hero Team của bọn mình thiệt đó, chứ không phải là làng xì châm đâu. Mọi người. Hả gì vậy Camui? Gì vậy? Cái nhà sàn lâu của Camui đâu rồi? What the? Xanh xú này trời, xanh lam của Camui đẹp ơi là đẹp luôn á, sụp đâu mất tiêu rồi. Trời ơi, bình tĩnh chị ơi, có gì đâu mà khóc. Em thấy cái nhà màu xanh lá của chị nhìn nó xấu quá, cho nên em tô thành màu xanh dương đẹp hơn. Xấu chứ là xanh lá đẹp hơn xanh dương, nhìn mà xem. Trời ơi, em thấy màu xanh dương cũng đẹp mà chị Camui. Cái màu xanh dương này nó mang một cái màu sắc gọi là màu sắc biển cả hơn, nó làm cho cái nhà của mình trông cảm giác nó mát mẻ hơn vậy mà bà cũng chê được, không hiểu. Đúng rồi, Caron nói đúng rồi đó. Đúng là chung chí hướng luôn, trời ơi. Đúng rồi, chung chí hướng. Màu xanh lá đẹp ơi, đẹp trong sáng này, thiện lành này, còn chưa kể là còn thiên nhiên nữa chứ, xanh dương sống mù. Thôi, chị nhìn đi, xung quanh đây nè, toàn là cành cây, nhánh cây, cây tùm lum cây, toàn là màu xanh không, ngay cả đất nó cũng có màu xanh nữa nè. Thôi, chị cũng phải cho cái nhà của chị nó khác biệt xíu chứ, màu xanh hoài chán lắm, hiểu không? Không, nhưng xanh của chị mới là xanh đẹp, xanh của em xấu ơi là xấu luôn á. Nếu mà nhà của chị màu xanh, thế nhà của Caron và Simi thì sao? Nhà Caron và Simi hả? Em cũng tô thành màu xanh luôn rồi, mọi người qua tham quan đi. Ê, bạn ơi, mình nói mình thích màu xanh chứ không phải là màu xanh này bạn ơi, alo. Hả gì? Ủa, mọi người không thích hả? Ông cũng là người tô cái nhà của tôi nha, đừng nói nha. Trời ơi, tính ra tôi tô hết luôn mà nè, coi nè, ngay cả nhà của Phan Dừa tôi cũng tô luôn rồi nè, nhìn nè. Đó. Rồi nhà của ai tôi cũng tô hết. Phong ơi, tôi là màu xanh lá, cái phong tôi là màu phong thủy, ông ơi, ông màu phong thủy, trời ơi. Không, tại Sim biết sao không? Tại vì tôi thấy á, đã là màu xanh thì màu xanh phải màu xanh đậm luôn cho nó đẹp chứ, có cái màu xanh mà nó màu xanh kiểu giống cái áo của Simi đang mặc nè, cái màu xanh nó nhìn nó kỳ lắm, hiểu không? Cho nên mình tô thành màu xanh này đẹp hơn, hiểu không?
Trời đất ơi, cái nhà gọi là tôi. Nhà của Kion với CP mà cái nhà cũ cũng không có màu đỏ, bây giờ cái nhà mới cũng không có màu đỏ luôn. Trời ơi, thôi bỏ qua đi, bỏ qua đi. Bây giờ có cái này vui hơn nữa nè. Mọi người qua đây, qua đây. Em sẽ cho mọi người xem này vui hơn nè. Sammy từ nãy giờ là Sammy không có gì bất ngờ hết đúng không? Thì bây giờ có cái này bất ngờ cho Sammy nè. Đây, xin giới thiệu mọi người. Chung cư Hero Team Gaming House phiên bản màu xanh lá cây, xanh lè xanh lét. What the heck? À nhầm, xanh này xanh dương mới đúng, nhầm. Xanh dương, xanh lè xanh lét. Cái chung cư anh cũng không tha đâu mọi người à. Phong à, luôn á. Trời ơi, muốn hỏi ông một câu thôi. Vậy bây giờ ông sơn cái game anh House nó xanh lè từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, bây giờ biết phòng nào ai vào đây? Thì bây giờ là nguyên cái chung cư Gaming House của bọn mình là bây giờ nó biến thành màu xanh, thì có nghĩa là Gaming House là của tôi, không phải của ai trong team hết, của một mình tôi thôi. What, hiểu không? Bây giờ mà mọi người muốn vào đây là mọi người phải nạp tiền cho tôi, hiểu không? Hả? Khoan đã, mọi người không đúng nha. Nếu mà cái Gaming House này Phong nhận là của Phong hết thì tất cả những nhà khác màu xanh đều là của Phong. À, Phong tìm kiếm. Gì vậy? Sao tự nhiên mọi người cầm cây rồi cầm súng, cầm dao cái kiểu vậy? Bạn ơi. Hả? Gì? Đưa 50.000 hoặc là bị đánh. Mày giết ông vợ. Xem theo đấy. Phong à. Trong cái làng này không phải một mình ai, nhưng mà ông làm như thế này chỉ có ông chết thôi. Phong hãy chọn đi. Mọi người ơi, em có lý do của em hết mà. Cái Gaming House em thấy nó có cái màu xanh, màu đỏ, tím vàng, cái kiểu em thấy nó giống con tắc kè bông quá, cho nên em không thích. Em muốn cho nó màu xanh này, nhìn màu xanh đẹp mà mọi người. Sao mọi người lại chỉ xuống với người em? Đẹp á. Anh em ơi, anh em biết chuẩn bị nên làm gì chưa? Em xin lỗi. 2 1 Chạy lớn. Ây à, trời ơi, tha đi mà. Xin lỗi. Tôi xin lỗi mà. Ê, trời ơi. Mình phải kiếm pháo hoa mấy bạn ơi. Chạy với bạn. Ôi trời. Ok, bắn pháo hoa nè. Bay thôi. À, trời ơi các bạn ơi, xui thiệt chứ. Mình chỉ tính gọi là sơn cái nhà thành màu xanh để cho thật là đẹp cho mọi người vui thôi. Ai dè đâu mọi người gọi là sao ta, lại giận mình luôn, đánh mình quá trời, khổ thiệt luôn trời. Thôi cho anh có xíu thôi mà cầm súng cầm dao đã quýnh mình luôn thiệt luôn á. Trời ơi, rồi xong, pháo hoa sắp nổ rồi, mình phải kiếm chỗ nào cho nổ nhà Phong Cận mọi người ơi, cho nổ nhà Phong Cận. Cái gì? Đó. Cái gì? Mọi người đang tính đặt bom vô trong nhà mình hả? Rồi xong, kỳ này là mọi người không tha cho mình rồi anh em ơi. Thôi mình phải bỏ nhà mình đi luôn đây. Mình bỏ làng Hero Team mình đi luôn đây. Mọi người hết thương mình rồi. Cho anh có tí xíu mà gọi là đốt nhà mình luôn các bạn ơi. Ok anh em ơi, mình sẽ lên trên rừng, trên rú, mình ăn cắm súa cắm heo, mình sống ở trên rừng luôn, mình không về đây nữa. Trời ơi. Bye bye mọi người nha. Ok, mình nghĩ cái clip đến đây cũng đã dài rồi, thì mình sẽ kết thúc video tại đây. Và nếu như các bạn thích video này thì đừng quên là hãy để lại cho mình một like nè, một share nè, và nhấn vào nút subscribe đăng ký hộ cho kênh YouTube của mình nha. Và mấy bạn cũng đừng quên là qua bên kênh YouTube của các thành viên của Hero Team và chat rằng là cho anh Phong xin lỗi, để gọi là cho mọi người tha lỗi cho mình nha. Trời ơi, tự nhiên lần này mình cho anh hơi quá đáng, mình tô thành màu xanh hết luôn, cho nên mọi người giận mình mất tiêu rồi. Ok, bye bye mọi người nha. Nhớ gọi là qua bên kênh của mọi người để gọi là xin lỗi giùm cho Phong nha. Ok, bye bye mọi người. Yêu anh em phải nói. Tạm biệt, bye bye. Mình phải bỏ nhà mình đi luôn đây, không sống ở đây nữa đâu.